chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này mình sẽ đưa các bạn tham quan đại công trường nút giao An Phú. Sau hơn một tháng, mình quay lại nút giao này thì rất vui mừng vì thấy tiến độ có nhiều sự cải thiện, các trụ cầu vượt đã nhô lên khá nhiều, tiến độ thi công hầm chui cũng rất ổn định. Nút giao đoạn Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ có tiến độ rất tốt. Cầu dòng Ông Tố sắp được trải nhựa và dự kiến hoàn thành tháng 9 tới. Cùng với đó thì các trụ cầu vượt kết nối cầu dòng Ông Tố với đường Mai Chí Thọ đã hoàn thành được khá nhiều. Theo mình thấy, nếu kết nối cầu dòng Ông Tố và hai cầu vượt qua Mai Chí Thọ thành một đoạn đi trên cao hết thì sẽ tiện và đẹp hơn việc vừa xuống dốc cầu này đã lên dốc cầu kia. Nút giao An Phú được khởi công xây dựng cuối năm 2022 với thiết kế hiện đại bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân. Trải qua hơn 19 tháng xây dựng, đến nay một số hạng mục của dự án đã hiện rõ, có vị trí sắp xong. Nút giao An Phú là dự án trọng điểm, cấp bách ở cửa ngõ phía đông của thành phố. Đại công trường trải dài hơn 1 km, bao gồm nhiều hạng mục khác nhau như hầm chui, cầu vượt cạn, cầu vượt sông. Khi hoàn thành, nút giao An Phú sẽ là nút giao 3 tầng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công tại khu vực nút giao An Phú. Đồng thời, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế để có phương án tổ chức giao thông tối ưu, khoa học, phù hợp từng giai đoạn cụ thể, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ ùn tắc tại khu vực. Bên cạnh đó, ban này sẽ nghiên cứu điều chỉnh biện pháp thi công hạng mục hầm và cầu vượt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm thời gian chiếm dụng mặt đường và đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Những ngày này, khi đi qua khu vực đường dẫn cao tốc Long Thành, Dầu Dây, người dân sẽ thấy các trụ cầu cạn đã được dựng lên. Đó là các trụ cầu thuộc nhánh cầu vượt N2, khởi công ngày 16 tháng 1, đã thi công xong 6 cọc khoan nhồi và lắp đặt các trụ. Tiến độ dự kiến vào tháng 5, 2025 sẽ hoàn tất cọc khoan nhồi, các mố trụ cầu, sàn giảm tải và kết cấu nhịp. Hầm chui từ Mai Chí Thọ rẽ phải vào cao tốc cũng đã được thi công hai đầu hầm, còn đoạn hầm kính chưa được thi công. Cầu Bà Giạc đang được đổ đá, thi công mố cầu, đoạn tiếp giáp với cao tốc đã và đang được trải đá. Dự kiến hầm chui HC11 trên đường Mai Chí Thọ gần Đồng Văn Cống sẽ hoàn thành vào tháng 12/2024, hầm HC12 hoàn thành tháng 7/2025, đường Mai Chí Thọ nối đường dẫn cao tốc. Khó khăn nhất là khu vực xây dựng cầu N1.2 nối đường Lương Định Của vì đang vướng mặt bằng, phạm vi 22.000m². Hiện vấn đề này vẫn đang chờ các sở ngành tham mưu giải quyết, dự kiến có thể xong trong quý 3 năm nay.
Với thiết kế hiện đại theo kiểu nút giao 3 tầng, người dân hy vọng dự án ngày sớm được xây dựng hoàn thành và giải quyết tình trạng kẹt xe vốn đã xảy ra trong thời gian dài. An Phú là nút giao thông quan trọng và lớn nhất Sài Gòn, được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Nút giao được xây dựng với quy mô 3 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Hiện chủ đầu tư đang đẩy tiến độ đồng loạt 8 gói thầu. Năm 2024 dự kiến hoàn thành 3 gói thầu là cầu Bà Giạt cuối tháng 6, cầu Dòng Ông Tố tháng 9 và hầm HC1 giúp giảm áp lực giao thông tại khu vực. Song song với việc thi công nút giao An Phú, Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất mở rộng đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây từ 4 làn xe lên 8 làn xe hoặc 10 làn xe để đồng bộ với nút giao, giải quyết kẹt xe ở khu vực này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!